ngoài rồi, ra ngoài rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, à, sao sao nhiều quái vật xung quanh thế này, con sợ quá, con sợ quá đi. Đừng, đừng sợ, bọn chúng nó bị mẹ giết chết hết rồi. Đừng sợ, người mẹ lại liên tục chảy nhiều máu thế này, không ổn rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Mau, mau đứng dậy đi. Người, người của mẹ chắc bị thương lúc chiến đấu với lũ quái vật này rồi. Mau lên, mau lên, con hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Đi, đi tìm cha của con đi. Không, không, con không có bỏ mẹ đâu, con không có đi đâu hết. Mau đi đi, nhanh lên. Tìm cha của con là một hai risky mini men lại dưới loại tivi loà loài loa. Con biết rồi, con biết rồi. Mau biến chỗ khác đi, nơi này là của bọn ta. Gì đây? Lũ khốn kiếp này, mau tránh ra, mau tránh ra, ta phải đi tìm cha của ta. Cút đi, cút đi. Những cái xác thối ở khu vực này là của bọn ta, người không được tranh giành nó với bọn ta. Thì ra là một lũ mèo gớm ghiếc ăn xác thối à. Ta không thèm những cái xác đó đâu. Mau tránh ra chỗ khác, ta phải đi qua nơi này. Gì đây? Là những Skibidi Man mà. Biến đi, biến chỗ khác đi. Mày định cướp thức ăn của bọn tao à? Nơi này là của bọn tao mà. Không lẽ họ bị lũ quái vật mèo ăn xác thối này giết hại hay sao? Không được, mình phải báo thù cho họ. Chết tiệt, mày định cướp thức ăn, còn muốn giết chúng tao à? Này, sao ngươi lại ở đây chứ? Mau chạy đi. Không đâu, tôi phải đi tìm được cha tôi, là một Skibidi Man lai giữa loài lo và loài tivi. Nhưng thấy lũ mèo ăn xác thối giết các người, tôi phải giết bọn chúng để báo thù. Không phải bọn mèo ăn xác thối này sát hại chúng ta đâu, mà là lũ quái vật khác mạnh hơn rất nhiều. Người đó, cha người là một Skibidi lai giữa loài lo và loài tivi à? Còn phải tên nằm ở đằng kia không? Cái gì? Cha có tên nằm ở đằng kia à? Chết ra, lũ mèo xác thối chết tiệt này, các ngươi không được đụng tới cơ thể của cha ta. Đây rồi, cuối cùng đã tìm thấy cha. Nhưng sao cha tôi cũng đã chết giống như mẹ tôi thế này? Tất cả là do một tên quái vật bồn cầu khổng lồ. Hắn đã tạo ra một đội quân quái vật tàn sát hết loài Skibidi Man chúng ta. Cái gì chứ? Vậy thì tôi phải tìm hắn, báo thù, giết chết hắn. Dừng lại, cậu chỉ có chút xí như thế này thì làm được gì? Đúng rồi, mau ăn xác của cha cậu đi. Tủy sống của cha cậu sẽ cho cậu nhiều năng lượng, giúp cậu trưởng thành hơn. Lúc đó cậu hãy tìm cách giết chết hắn sau. Ông nói cái gì chứ? Sao ông lại tàn nhẫn thâm độc vậy? Bắt tôi ăn chính xác của cha mình. Không, tôi không bao giờ làm như vậy đâu. Rồi xác cha của cậu cũng bị lũ mèo ăn xác thối ăn mất mà thôi. Nếu vậy thì cậu hãy ăn chính xác của tôi. Cơ thể của tôi sẽ giúp cậu trưởng thành hơn. Lúc đó hãy báo thù cho lời của chúng ta. Vậy thì tôi không có khách sáo nữa. Người của mình lớn hơn. Trời đất ơi, còn mọc ra thêm mấy cái đầu nữa, còn có cả cái đầu tivi nữa kìa. Ăn xác thối. Con mèo ăn xác thối kìa, mau tránh xa cơ thể cha ta ra. Cứ định làm gì vậy? Chết đi. Cha ơi, con hứa với cha, con sẽ tìm được tên quái vật bồn cầu khổng lồ, giết chết hắn, báo thù cho cha. Sao mình chạy cả ngày trời rồi mà không gặp ai thế này? Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện quái quỷ gì? Sao có nhiều xác chết thế? Không, là những Skibidi Man giống như mình. Này, tỉnh dậy đi, trả lời cho tôi biết, ai đã làm hại mấy người?
Có phải tên quái vật bồn cầu to lớn gì đó hay không? Hắn có phải đã tạo ra đội quân quái vật giết mấy người không? Đúng vậy, người nói không sai. Lũ Skibidi Man ở đây to gan dám định đánh lén ta. Cũng may ta kịp thời phát hiện, cho bọn chúng chết sạch. Thì ra đúng là ngươi. Thì quái vật đây, ta sẽ liều mạng báo thù cho đồng loại ta, báo thù cho cha mẹ ta. Lại thêm một kẻ ngu ngốc nữa. Người muốn chết thì ta cho người chết. Tên chết tiệt này là một Skibidi Man lai hay sao? Hay lắm. Vậy thì ta sẽ thu thập xác của người để chế tạo ra đội quân quái vật mới của ta. Mình chưa chết. Nhưng đây là đâu chứ? Sao nhiều Skibidi Man thế này? Tất cả họ đều là những người lai. Đây là khu rừng băng tuyết giam giữ những tù nhân của tên quái vật bồn cầu khổng lồ kia. Là giọng của ai vậy? Ngươi còn sống mà, nhưng sao trông ngươi lạ thế? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi. Bình tĩnh đi, ta là một nhà khoa học TV Man tiến hóa. Trước đây ta từng giúp loài Skibidi Man tiêu diệt loài quái vật bồn cầu, nhưng thật không ngờ tên chúa tể quái vật bồn cầu đã biết được trí tuệ thông minh của ta nên bắt ta về đây. Hắn ép ta giúp hắn cường hóa cơ thể nên thân hình của hắn có màu trắng gớm ghiếc. Chưa hết, hắn ép ta lại tạo gen của quái vật để tạo ra một đội quân quái vật đi giết chết lại loài của chúng ta. Bây giờ hắn còn kinh khủng hơn, ép ta biến đổi những Skibidi lại thành những con quái vật thực thụ để hắn điều khiển. Nhưng ta không chịu thì hắn đánh ta trọng thương rồi giam cầm ta ở đây với các ngươi. Trời đất ơi, sao ông lại giúp hắn làm những điều kinh khủng như vậy chứ? Bây giờ phải giải quyết hắn sao đây? Đừng lo, tôi bị giam cầm ở đây đã lén chế tạo ra một bộ máy phát tín hiệu ánh sáng ra ngoài không gian. Nó có tác dụng gì chứ? Mau lên, tôi giấu nó ở khu rừng đằng kia. Mau chạy vào đó khởi động nó đi. Tôi sẽ nói cho cậu sao. Ở ngoài không gian vũ trụ, các liên minh chính nghĩa đã thành lập lên quân đội đa vũ trụ để bảo vệ các hành tinh bị kẻ xấu xâm chiếm. Tôi đã biết được điều này nên đã chế tạo ra cỗ máy đó. Học phát tín hiệu cầu cứu từ quân đội đa vũ trụ tới đây đó. Thì ra là vậy. Tôi nhìn thấy cỗ máy đó rồi. Tôi sẽ khởi động nó ngay lập tức. Sao đã gửi tín hiệu mấy lần rồi mà không ai trả lời, không ai đến đây thế này? Này, không phải tôi đã đến rồi hay sao? Rốt cuộc hành tinh này đang gặp gì vậy? Cậu đã gửi tín hiệu ra ngoài không gian đúng không? Cái gì đây? Wow! Một tay tình khổng lồ quá! Nhưng mà là nữ, liệu có đánh đấm gì được không vậy? Tôi là chiến binh xuất sắc của quân đội đa vũ trụ, nhận được tín hiệu lập tức tới đây. Tôi có thể đánh bại được 10 tên một lúc. Cậu quá khinh thường tôi rồi đó. Cái gì? Sao lợi hại quá vậy? Tôi cũng muốn trở thành một chiến binh của quân đội đa vũ trụ. Làm ơn. Hay cho tôi được sức mạnh để tôi có thể chiến đấu bên cạnh cô được không? Hả? Cậu có muốn tham gia vào tổ chức quân đội đa vũ trụ à? Bên lực lượng của chúng tôi đang thiếu người. Được rồi, vậy tôi sẽ diệt cho cậu trở thành chiến binh trước, rồi báo cáo cho chỉ huy tổ chức sau. Nào, nhận lấy nguồn năng lượng từ tôi đi. Hay quá, cuối cùng tôi trở thành một tay tên khổng lồ rồi. Quá tuyệt vời. Được rồi, nhanh chóng đi giải cứu hành tinh của tôi đi. Đằng kia, hả? Sao xuất hiện nhiều quái vật thế này? Rốt cuộc hành tinh của cậu bị chuyện quái quỷ gì vậy? Tiến lên, vừa giết lũ quái vật đó, tôi sẽ kể tất cả cho cô nghe. Hành tinh của tôi có loài Skibidi Man chiến đấu với loài quái vật bồn cầu. Lũ quái vật bồn cầu bị tiêu diệt sạch. Còn tên chúa tể, thằng đã lén bắt nhà khoa học Skibidi Man của chúng tôi về, ép ông ấy cường hóa cơ thể của hắn, Rồi ép ông ấy lại tạo ra những thứ quái vật kinh khủng này để làm binh lính cho hắn. Kết quả loài Skibidi Man của chúng tôi bị tiêu diệt gần như hoàn toàn sạch sẽ. Thì ra là vậy. Tôi hiểu tất cả rồi. Nào,
tiến lên, tiêu diệt lũ quái vật khốn kiếp này. Rồi, rồi nhanh chóng đi tìm tên quái vật bồn cầu mà cậu đã nói. Xóa sổ hắn luôn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. À, nơi này rất quen, nơi này rất quen. Lần trước, tôi đã thấy tên khốn kiếp đó. À, rất nhiều đồng loại của tôi ở đây. Chắc chắn hắn ở quanh đây mà thôi. Tên khốn kiếp, ngươi đang ở đâu? Mau ra đi, ngày tàn của ngươi đã đến rồi. Mẹ kiếp, lại có kẻ to gan dám phá đám chuyện lớn của ta hay sao? Cái gì đây? Hai tinh Titan Skibidi à? Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại đến hành tinh này của ta chứ? Ngươi quên ta nhanh thật đó. Ta chính là Skibidi Manlight mà bị ngươi suýt nữa giết chết tại khu vực băng tuyết này. Còn đây là sếp của ta, cô ấy là chiến binh thuộc quân đội đa vũ trụ. Cô ấy đã ban cho ta sức mạnh để trở thành thành viên tiếp theo. Không thể nào. Được rồi, mọi chuyện đã xong xuôi. Còn ngươi nữa, ngươi đã là thành viên của quân đội đa vũ trụ. Ngươi phải theo ta quay về tổ chức. Nào,